Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay, cô hướng dẫn cho các con làm các bài tập trong vở bài tập toán 4 tập 2. Bài 136, luyện tập trung, trang 60-61. Đầu tiên, chúng ta làm bài tập 1. Viết tiếp vào chỗ chấm trong hình chữ nhật ABCD. Hình ABCD là hình chữ nhật. AB song song với chấm chấm, BC song song với chấm chấm, DA vuông góc với chấm chấm, DC vuông góc với chấm chấm. Như vậy trong hình chữ nhật chúng ta tìm 4 câu trả lời để điền vào chỗ chấm. AB song song với hình chữ nhật ABCD thì AB là chiều dài song song với chiều dài DC, phải không? Đấy, AB song song với DC. Tiếp tục, BC song song với BC là chiều rộng của hình chữ nhật, song song và bằng nhau với cạnh AD. Như vậy, BC song song với AD. Câu C, DA vuông góc với DA vuông góc với cạnh AB và DC. Đấy. DA vuông góc với AB và DC. DA vuông góc với AB và DC. DC vuông góc với DC là chiều dài vuông góc với hai cạnh chiều rộng của hình chữ nhật. DC vuông góc với DA và CB. Như vậy, bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã ôn lại những cái đặc điểm về hình chữ nhật. Hình chữ nhật là một hình có 4 cạnh. Hai cạnh chiều dài song song và bằng nhau, hai cạnh chiều rộng song song và bằng nhau và có 4 góc vuông. Hai cạnh chiều dài song song với hai cạnh chiều rộng và hai cạnh chiều rộng cũng song song với cạnh chiều dài. Tiếp theo, chúng ta chuyển bài tập 2. Viết tiếp vào chỗ chấm trong hình thoi PQRS. Hình thoi PQRS. Chúng ta sẽ viết tiếp vào chỗ chấm 4 câu sau. Câu A, PQ là cạnh đối diện với PQ là cạnh đối diện với gì nhỉ? SR. Đấy. Vì trong hình thoi thì có hai cặp cạnh. Đấy, song song. Có hai cặp cạnh song song, như vậy cạnh PQ đối diện với cạnh SR. Đấy. Chúng ta điền SR. PQ, câu B, PQ song song với SR, đúng không? PQ song song với SR. Đối diện và song song. Tiếp, câu C, PQ bằng PQ bằng cạnh QR bằng RS bằng SP. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau, như vậy bốn cạnh trong hình thoi này bằng nhau. PQ bằng QR bằng RS và bằng SP. Tiếp tục, PQ không song song với PQ. Đấy, cạnh PQ không song song với cạnh gì? QR và PS, phải không? Đấy, nó chỉ song song với cạnh đối diện thôi. Như vậy nó không song song với cạnh QR và PS. Như vậy bài tập 2 vừa rồi chúng mình đã ôn lại khái niệm về hình thoi. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Bài tập 3. Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại? Bài toán cho chúng ta 3 hình: hình vuông, hình chữ nhật và hình thoi. Chúng ta sẽ tìm hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại. Muốn biết diện tích của hình nào khác với diện tích của các hình còn lại
mà chúng ta đã biết số đo của các cạnh của các hình rồi, thì chúng ta sẽ tính diện tích của từng hình. Trước tiên chúng ta tính diện tích của hình vuông. Hình vuông có cạnh bằng 6 cm. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó, tức là bằng bằng gì nhỉ? Bằng 6 nhân với 36, phải không? Đấy. Hình thứ nhất là hình vuông. Chúng ta tính được diện tích của hình vuông. Đấy. Hình vuông bằng cạnh nhân với cạnh, phải không? 6 nhân với 6 bằng 36 cm vuông. Tiếp theo, diện tích của hình thứ hai là hình gì? À, diện tích của hình chữ nhật. Đấy. Diện tích của hình chữ nhật. SC của hình chữ nhật này bằng độ dài chiều rộng nhân với độ dài chiều dài, phải không? Chiều dài nhân với chiều rộng. 9 nhân với 6, chúng ta bằng 9 nhân với 6 bằng 54 cm vuông. Đấy. Như vậy diện tích của hình chữ nhật bằng 54 cm vuông. Tiếp tục chúng ta sẽ tính diện tích của hình thoi. Diện tích của hình thoi ở đây cho chúng ta biết là gì? Độ dài hai đường chéo, phải không? Độ dài đường chéo thứ nhất bằng 18 cm và độ dài đường chéo thứ hai bằng 6 cm. Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo rồi chia cho 2, tức là ta lấy 18 ta nhân với 6 rồi chia cho 2, phải không? Đấy. Diện tích hình thoi SC hình thoi bằng 18 nhân với 6 rồi chia cho 2. 18 nhân với 6 bằng 108. 108 chia cho 2 bằng 54. 54 đơn vị ở đây là cũng là cm vuông. Như vậy, diện tích hình vuông 36 cm vuông, diện tích hình chữ nhật bằng 54 cm vuông, diện tích hình thoi bằng 54 cm vuông. Đấy. Bài yêu cầu chúng ta tính là gì? Hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại? Như vậy, hình thoi và hình chữ nhật có diện tích bằng nhau, như vậy có diện tích hình vuông là khác với diện tích của hai hình còn lại, phải không? Như vậy là chúng ta sẽ trả lời như sau. Diện tích hình vuông có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại. Như vậy bài tập 3 vừa rồi chúng mình ôn lại cách tính diện tích của hình vuông, hình chữ nhật và hình thoi. Tiếp theo chúng ta làm bài tập 4. Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông? Bài toán cho chúng ta biết một hình chữ nhật, biết chiều dài hình chữ nhật đó là 16m, chiều rộng 10m. Nếu như chiều dài của hình chữ nhật đó trước là 16m, bây giờ tăng thêm 4m thì diện tích sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông? Đấy. Bài yêu cầu chúng ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật nếu chiều dài tăng 4m. Còn chiều rộng vẫn giữ nguyên các con nhé. Đấy, vẫn chiều rộng vẫn giữ nguyên 10m thì diện tích mới của hình chữ nhật sẽ tăng thêm bao nhiêu mét vuông. Đấy. Trước tiên chúng ta phải tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu với chiều dài là 16m và chiều rộng 10m. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ tính chiều dài tăng 4m, tức là ta lấy 16 cộng 4. Biết chiều dài mới của hình chữ nhật là 16 cộng 4 bằng 20m. Chúng ta lại tính diện tích của hình chữ nhật mới có chiều dài 20m và chiều rộng 10m. Sau đó chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật. Đấy. Lấy chiều dài mới nhân với chiều rộng cũ là 10m. Sau đó chúng ta tính theo xem là diện tích của hình chữ nhật khi chiều dài tăng thêm thì diện tích đó sẽ tăng thêm bao nhiêu mét vuông. Chúng ta lấy diện tích của hình chữ nhật mới trừ đi diện tích của hình chữ nhật cũ thì sẽ ra diện tích của hình chữ nhật mới sẽ tăng thêm bao nhiêu. Phép tính thứ nhất, chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu. Diện tích của hình chữ nhật
ban đầu là ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng 16 nhân 10. 16 nhân 10 bằng 160 mét vuông. Tiếp theo chúng ta tính chiều dài của hình chữ nhật mới. Chiều dài của hình chữ nhật mới là 16 cộng 4 bằng 20 mét. Bây giờ chúng mình tính diện tích của hình chữ nhật mới. Diện tích của hình chữ nhật mới là chiều dài là 20 nhân chiều rộng 10. 20 nhân 10 bằng 200 mét vuông. Như vậy, diện tích của hình chữ nhật mới là 200 mét vuông. Bây giờ chúng ta tính diện tích tăng thêm là chúng ta lấy diện tích của hình chữ nhật mới là 200 trừ diện tích của hình chữ nhật cũ là 160. 200 trừ 160 bằng 40 mét vuông. Đáp số 40 mét vuông. Như vậy, tiết luyện tập trung vừa rồi chúng mình đã ôn lại khái niệm về hình chữ nhật, hình thoi và chúng ta cũng ôn lại cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật và hình thoi. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.